Anh em đã quay lại chương trình đồng hành phim Mobile. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chuyển ra cầu thủ bằng một đồng. Và tất nhiên là không phải Ali rồi. Thì điều kiện đầu tiên là chúng ta cần những con over càng cao càng tốt để được up lên rank. Như ở đây là mình đã có Sterling rồi, mình đã up lên rank 1 rồi. Đây, thì tiếp theo mình cần đưa Sterling lên tiền đạo. Vì vậy mình sẽ cho một con có thể chuyển rank được. Đây mình đã chọn Robben nè. Thì cái lần đầu tiên á, thì mình sẽ tốn khoảng 2 triệu con. Thật ra chi phí là khoảng 3 triệu mấy, tuy nhiên đã 1.214.000 để được discount rồi. Ok, mình sẽ cho Robben and Sterling. Đây, như bạn có thể thấy là sau khi cho Robben and Sterling thì Robben của mình lên rank 1. Tiếp theo mình sẽ tiếp tục sử dụng một cầu thủ khác, đó là Dry Merton, để có thể ăn được Robben. Đây, như các bạn có thể thấy thì với Robben thì mình đã được discount tới tận 5.3 triệu. Vì vậy là chi phí mình chuyển cho Merton là 1 đồng, rất tốt. Ok, mình sẽ cho Merton ăn Robben luôn. Như các bạn có thể thấy mình chỉ tốn 1 xu thôi. Tiếp theo là mình sẽ tới cái mục tiêu của mình, đó là Shenlong. Đây, Shenlong này. Và khi cho Long tiếp tục ăn Merton thì như bạn có thể thấy là khi số con discount tiếp tục là 5.4 triệu và mình vẫn tiếp tục điều chỉnh tí là 1 đồng, rất tuyệt vời. Vậy thì bí quyết ở đây là gì? Đó là chính là Sterling. Bởi vì Sterling là over gốc là 98 thì mình từ 98 mình up lên 100 thì tốn rất là nhiều ít XP, nên là khi là chuyển cho Robben đấy thì mình không tốn bao nhiêu tiền. Tuy nhiên mà thì khi Robben từ 86 lên 100 thì sẽ tốn rất là nhiều tiền và XP. Thì từ đó hệ thống khi mà mình chain Merton cho Robben thì sẽ được rất nhiều, và tương tự là Merton thì từ 85 lên 100 chắc chắn là tốn là rất nhiều tiền và XP. Nên là khi mình chuyển cho Long thì tất nhiên là nó đã discount hết rồi. Vâng, và hy vọng qua video này thì có thể giải thích được cho anh em lý do tại sao mà một số cầu thủ ngoài Ali lại chuyển với chỉ mới 1 đồng. Vâng, và xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.